Hello, chào mọi người. Chào cả nhà quay lại kênh Sangma Vlog nha. Thì hiện tại giờ mình đang ngồi ở giữa nghĩa địa nha mọi người. Thì cái nghĩa địa này á, thì nói chung thì đối với mọi người thì cũng khá là quen rồi. Thì nơi đây cũng là gần cái bụi tre. Mọi người thấy không nào, để quay bụi tre, mọi người thấy bụi tre sau lưng mình không? Đó là bụi tre đó. Mà nhưng hôm nay thì mình đến đây với mục đích là không phải quay bụi tre đó, và cũng như là không quay về hai mẹ con đó, hai mẹ con người đó nha. Thì hôm nay mục đích của mình á, là mình định sẽ là một nghi thức với lại thì mọi người biết, có thể biết là ở hiện tại bây giờ đang ở tháng 7 là tháng cô hồn. Chết rồi, mưa mọi người. Trái mưa được lớn. Mưa rồi mọi người. Thì hiện tại bây giờ đang giữa tháng 7 là tháng cô hồn nha. Thì ở trong nghĩa địa có khả năng rất là nhiều là vong linh sẽ ở. Rồi mưa ướt điện thoại luôn. Mười lăm trăm mà mọi người. Ok, để đi vô trong cơ, đi trong vô cái khu này mọi người, vô cái khu nhà đó được trốn nha. Thì ok mọi người, thì hiện tại bây giờ mình đang phía trong cái căn nhà, ở này phải căn nhà. Đây là một cái nơi mà phần nhà thờ người ta, giữa cái nhà nơi mà nơi người ta thờ phụng mọi người, giữa cái địa. Thì đây nó có một cái căn này, một cái khu này duy nhất thôi là được là như là nhà một, mà không phải, nhà một. Đây cũng như là cũng có cái nhà mà ta thờ dòng họ ta. Đây là nói chung là Lê Nguyễn Tạ Vị, ở một cái bàn thờ. Mọi người thấy nghe tiếng mưa rồi, hiện tại giờ đã mưa đó mọi người. Thì hôm nay thì theo mình nghĩ thì tháng 7 tháng cô hồn nha, thì nhiều, rất là nhiều âm khí cũng như là rất là nhiều quan hồn. Họ được người ở dưới địa ngục được mở cửa để lên đây hưởng đồ cúng của người trần gian trên này. Thì mình thấy ở trong cái địa có khả năng rất là nhiều, nhưng mà đặc biệt á, là ở đây có một căn nhà, một cái khu này là một cái nơi có thể là trú ngụ được. Thì mình nghĩ trong đây có lẽ là họ sẽ về đêm, họ sẽ có thể họ vào đây họ trú, hoặc là học như mà họ ẩn trong này mọi người. Thì hôm nay thì mình có mua một cái chuông gió, thì mình tối nay mình không biết treo ở đâu, và cũng như là mình làm nghi thức cúng kiến cho họ bánh nè, đốt đèn cầy và treo chuông gió ngay cái đầu chỗ đó luôn. Và một camera thì mình sẽ đặt ngay cái chỗ đó cho người xem. Một camera mình sẽ cầm đi vòng vòng mọi người, đi từ xa qua cho người xem. Quá mưa mọi người, không biết tối nay quay được không, nó quá trời mưa rồi. Ok, thì mọi người hãy đợi vào đêm nha. Thì nếu mà có mưa thì nữa thì mình cố gắng quay cho mọi người xem, để quay cho mọi người cái cảnh mưa xíu nha. Mọi người thấy không, mưa trắng giả trơn rồi. Hiện tại mình đang ở giữa cái địa đâu mọi người, nè màu mã không. Và phía ngoài đó là một cái con miếu đó mọi người, con miếu miếu bà hay gì á. Mấy cái khu mộ này mộ cổ mọi người thấy không, khi mà họ bốc mộ lên rồi thì cái khu cái nhà thờ này người ta bỏ luôn. Thì theo mình nghĩ á, thì có lẽ là khả năng ma quỷ sẽ vào đây ẩn rất là nhiều. Thì mình vào đây mình làm nghi thức chuông gió thì nó đã mang tính chất gọi ma rồi. Bởi vì người ta nói, thường nói á, ở đâu nghe tiếng chuông gió là ở đó có ma. Quá trời mưa rồi, tôi đem đồ đi mới được. Đi có nhạc đó thì nghỉ quay luôn. Ok, ngồi đây đi. Rồi thì nói chung rất lẻ ở đây, mình ngồi tới tối luôn mọi người. Giá này là đã... tôi không lấy trên net như vậy. Net đâu? Không lấy net luôn. Ok, thì cái này đã 5 giờ 45 rồi.
thì khoảng phải tầm một tiếng nữa là tối, thì khoảng 8 giờ mình sẽ làm nghi thức này tại đây. Ok, mọi người hãy theo dõi cũng như là đừng quên like và subscribe cho mình nha, ủng hộ mình nha mọi người, comment những ý kiến mọi người nhớ nha. Ok mọi người, bây giờ mình làm xong chân nè. Thì bây giờ mình sẽ đốt nhang, đốt đèn lên và cầm cái camera đi từ xa, đi ra xa nha. Còn cái camera đang để đó đó, điện thoại đang để đó đó, là quay trực tiếp đây nha mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ tạm khỏi đi, tính tạm tắt camera này làm mày cái này mà thôi đi, mình để đi luôn. Cái camera cận cảnh, cái camera từ xa đi. Trời ơi, ốc đâu đi, tự cho bá nạn vậy. Ừ, ốc ma đi đi. Kìa, đó con nữa kìa mọi người, đó con nữa kìa, cho bá vậy. Ok, để đốt lên nha, để xe bánh kìa đi, xe bánh kìa, để bánh chìm lắm mấy tao bùa luôn, sẽ để ngoài nước. Cúng này giống cúng vua hồn vậy đó, nhưng mà họ có đánh răng hay không là cái chung gió này biết nè. Cái camera các bạn thấy được không? Camera thấy rõ mọi người, camera thấy rõ này nha. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển camera qua camera kia nha. Thôi bây giờ mình đi nha mọi người. Hiện tại giờ trời đánh gió nha. Nếu mà cái chung gió có vấn đề là biết liền. Đây có hồ mổ bự cho bá mọi người. Thì nói chung cũng xa. Từ đây, nói chung từ đây nhìn thẳng thì không thấy mọi người, phức hết trơn rồi, cỏ phức hết rồi, không thấy được thẳng như nào.
biết. Nếu mà đẳng mà có lắc thằng này sẽ nghe mọi người. Nói chung là cái chung gió mình nó reo lên thì này sẽ nghe. Còn nay em thấy không nghe chân ta. Ngồi xuống. Nói chung cái camera đẳng là camera có thể thì nhìn thấy được gần nhất đó. Mọi người thấy cái đốm trắng ở chỗ ánh sáng đèn không? Là cái camera của mình đó. Nơi đó cũng nói chung cũng khá là xa. Không thể thấy được. Mình biết không, tại vì á mình ở này mình không thể nghe được, có lý do là tại vì côn trùng ngoài này kêu quá lớn. Ôi, mình thấy chung gió lắc cái gì á, tại vì ở trên tường người thấy cái bóng nó lắc không, ánh đèn cày dạ lên trên ở trên tường của mọi người. Mình thấy cái bóng nó lắc qua lại quá trời. Sao mà sau này là không nghe nè. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển camera lẳng nha mọi người.
nãy giờ nói chung cũng khá lâu rồi, chắc cũng khoảng 10 phút. Không biết đẳng có gì hay không, mình nãy giờ đi về nhìn tới mình đó thôi. Ok, bây giờ mình sẽ đi đẳng rồi. Để mình đi từ từ rồi đẳng coi thử xem có gì không. Tôi thấy cái chuồng nó lắc rồi. Đứng đây ở ngoài thì có thể thấy nè, mà biết ở trong có người thấy không? Nếu không thấy thì này, mình sẽ lấy cam bên kia nha. Mình sẽ lấy cam bên kia cho các bạn thấy nó lắc như thế nào nha. Mình thấy đang cái cục màu đỏ đỏ ở dưới á, nó đang quơ rất là mạnh. Mình thấy không, lắc đó, nó cái cục đỏ đỏ nó lắc quơ lại đó. Đi dẫn đây. Ai gần gần hơn nè. Ồ, nó hết lắc rồi. Sao mà lạ lắc nó không kêu ta? Mà nó hết lắc rồi ta. Mà thấy không? Người ta nói á, nếu mà nhang á mà nó khói nó bay thẳng lên trời á thì có là người ở trên ta hưởng. Còn nếu mà nhang bay là đại mặt đất vậy nè. Mày ngang nha. Là chỉ có cô hồn ma hưởng thôi. Ok. Bây giờ mình sẽ tắt cái camera này đi.
mình đốt bùa này cái. Ok thưa mọi người ơi, thì nói chung thì mình cái camera mình đứng từ xa thì mình không có thấy, mình cũng không có nghe tiếng nó lắc luôn, không có nghe tiếng nó kêu luôn, không biết là nó lắc không, nhưng mà lúc nãy mình lại gần á thì mình thấy nó, mình thấy cái bóng ở trên tường nè, nó đung đưa lại bắt đầu qua lại nha. Mà hiện tại giờ không có gió nha mọi người, chắc là địch nổi luôn. Mà nếu thật sự cái chuông gió này nó lắc á là một vài người âm đến gần, hai nữa là có một sức mạnh nào đó. Ok thì có lẽ chắc có lẽ mình sẽ kết thúc video tại đây nha mọi người. Thì có lẽ thì mình sẽ để đoạn video ở đằng xa trước rồi cái mình để là gần nha mọi người, cho mọi người xem nha. Tại vì khi mình chèn hai khung hình vào với nhau thì nó sẽ khó coi lắm mọi người. Mà cái mắt một góc mình không biết là cái góc nó có cái gì hay không, mình cũng không biết được nữa, nên khó là rất là khó coi. Nên mình phải để nguyên dạng nguyên khung hình luôn. Nói chung là để mọi người chịu khó coi lâu xíu nha. Ok thì bây giờ mình sẽ đi về. Hồi chiều thì mưa rất là lớn, nhưng mà chắc này thì đứng gió không một búng gió luôn. Thì chắc này mình ngồi đây nè, mình ngồi đây á thì cái chuông gió không hề nhích. Thì lúc đầu tới giờ nó cũng vậy, nhưng mà không biết từ lúc mình đi á nó có nhích hay không mình không biết. Thì ok bây giờ mình sẽ đi về và xem lại, nếu mà có hiện tượng gì thì mình sẽ xem hoặc là thế nào đó cho mọi người xem rõ nha. Ok thì mọi người hãy like và subscribe kênh, đừng quên chia sẻ cho các bạn cùng xem nha. Ok chào mọi người, hẹn mọi người vào một clip gần nhất với mọi người nha.